清晨一缕阳光洒在心上，风的花香推开了窗，院墙上有一只鸟在游荡，它就像你一样，懒懒的哈欠爱幻想。你说昨晚梦中有股力量绑定我俩直到天荒，你是我温暖闪亮的太阳，我微微笑不说话，你嘟起嘴巴如假包换的小傻瓜，那有什么力量，你最爱幻想，不过是我在世界上你是唯一方向新的方向。你说昨晚梦中有股力量绑定我俩直到天荒，你是我温暖闪亮的太阳，我微微笑不说话，你嘟起嘴巴如假包换的小傻瓜，那有什么力量，你最爱幻想，不过是我在你身旁拥着你到天亮，那有什么力量，你最爱幻想，这世界上你是唯一方向新的方向，那有什么力量，你最爱幻想，不过是我在你身旁拥着你到天亮，那有什么力量，你最爱幻想，这世界上你是14. Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời em cải trang rồi. Có cần như vậy không? Anh không thể gặp người khác sao? Đâu có. Anh không tự tin với nhan sắc của mình sao? Lúc đầu em đã thích gương mặt này của anh. Còn có kỹ năng trí tuệ hàng đầu nữa. Đều nhờ vào anh em mới vượt qua kỳ thi này. Nói không chừng còn lấy được học bổng hạng ba nữa đó. Nói đi, kỳ thi này môn nào cũng đậu, em báo đáp anh thế nào? Em đã gửi lì xì rồi mà. Em muốn hối lộ chủ tịch bằng tiền sao hả? Hay là đợi cách khác đi. Alo. Được, vậy để tôi suy nghĩ. Bye bye. Dĩ nhiên, cậu ấy nói cuối tuần này cùng đội thần thoại đến khu vui chơi. Không đi. Sao vậy? Cơ hội tốt biết mấy. Lúc đó có thể tìm hiểu bọn họ. Lần trước đã đi rồi mà. Có phải ghen rồi không? Vậy được rồi. Nếu em đi, Dĩ nhiên chắc em đi mất. Anh đừng hối hận. Cái gì đó, cái cậu tên Bạch Âm gì đó, hình như cũng rất đáng yêu. Thử xem. Hàng của em đến rồi, em đi trước nhé, ngày mai gặp. Anh đợi nón lên đẹp trai thật. Cậu xem, lúc Bạch Âm muốn vượt qua cậu, rõ ràng cậu ấy lùi lại một bước. Còn ở đây nữa, thời gian di chuyển bóng quá dài, vượt bất cơ hội ra tay tốt nhất. Bình thường lúc tập luyện, xác suất cậu ném trúng ở vị trí này rất thấp. Cậu không có tự tin ném trúng. Thực ra cậu ở trên sân vẫn căng thẳng quá độ, với cả sợ va chạm hoặc là không dừng di chuyển, không dám ra tay. Nếu cậu thấy tôi nói sai, cậu cũng có thể nói ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn cậu nữa Tề Phong, cậu là trung phong, chắc là biết nhiệm vụ quan trọng nhất là gì. Giữ vững bản rổ. Cậu phải chiếm được bản rổ của đối phương. Hơn nữa, với chiều cao và sức mạnh của cậu, ấp rổ chắc là thế mạnh của cậu. Cậu nhìn ở đây, mỗi lần cậu đối mặt với Giang Nhất Thần giành bản rổ, lúc đó bật nhảy đều chậm hơn người ta một chút. Vì mặt thời gian không phải hai giây này có thể lược bỏ, nhưng trong thi đấu vô cùng quan trọng. Hơn nữa, số lượng ném trúng hai lần trận đấu này của cậu lại cao hơn nhiều so với lực giảm rổ và úp rổ. Tôi phát hiện thường ngày cậu luyện tập cũng như vậy, chỉ là xác suất cậu ném trúng khá cao.
cho nên bù đắp được sự thiếu sót của chạm trổ. Đúng thật đó, lần nào cô ta cũng chậm hơn người khác. Đoạn Hạ, cậu gọi tôi qua đây rốt cuộc muốn làm gì? Tế Phong có thể giải thích xem tại sao không? Huấn luyện viên, thực ra Tế Phong từng bị thương gân ở gót chân, vì vậy tôi đã tìm bác sĩ ở trường lấy bệnh án của cậu ta ra. Lúc đó vết thương của cậu không phải là rất nghiêm trọng, bây giờ đã phục hồi rồi, cho nên không ảnh hưởng việc bật dậy hoàn thành ấp rổ. Hôm nay đã đặt huấn dành cho các cậu. Tiểu Cường, mục tiêu của cậu là vượt lên Tiền Phong. Trong vòng 10 giây nhất định phải vượt qua cậu ấy để ném bóng. Quan trọng là không được lùi một bước. Mục tiêu của cậu là phòng thủ dưới rổ, giành bản rổ, đồng thời ấp rổ mới có điểm. Sau này tuần nào tôi cũng sẽ có một buổi đặt huấn một thế này cho các cậu, đến khi hoàn thành mục tiêu mới thôi. Bắt đầu đi. Hôm nay các cậu đều có thể vượt qua đối phương, đem trúng 10 quả, cuối tuần này sẽ có thể đi tham quan hoạt động hữu nghị với thần thoại. Rất nhiều gái xinh, Anna cũng sẽ đi. Đoạn Hạ, rốt cuộc cậu bắt tôi ở đây làm gì vậy? Biến thực cổ vũ đó. Sau này đội cổ vũ các cậu tập luyện, tập trung với bộ đặc huấn của hai cậu ấy đi. Anh Phong, chưa thật hả? Lại nào. Được rồi, nhưng mà cậu phải đem cất cái máy bắn giờ để đi. Ổn chết được, yên tâm đi. Không cần để nó nhanh thôi. Anh, cuối tuần có đi du lịch chơi không? Hoạt động nhạt nhẽo như vậy đi làm gì? Anh chắc chắn không đi à? Có gì nói mau. Sở nhiên chủ động hẹn huấn luyện của chúng ta, chắc chắn quấy đồ khác. Cậu ta mong anh đừng đi đó. Hình tượng học bá lạnh lùng với anh, chắc chắn không biết. Rất nhiều trò khu vui chơi đều phải tiếp xúc thân mật. Nếu tiếp xúc thân mật sẽ dễ xảy ra tình cảm. Tôi muốn xem cậu ta tiếp xúc thế nào. Màu cũng đẹp đó. Cái này thì sao? Thu thố. Sao vậy? Hay là ngày mai mình không đi đâu? Tại sao vậy? Mình tỏ tình với Lăng Quyền rồi. Chuyện khi nào vậy? Trước lúc đi đại hội thể thao thành phố. Rồi sao nữa? Cậu ấy xem như từ chối mình rồi. Phủ công mình uống rất nhiều trà sữa như vậy, còn béo lên một ít nữa. Tình khốn Lăng Quyền, đợi hôm khác mình xử lý cậu ta. Bỏ đi, dù sao cậu ấy nói không sai. Dù sao uống trà sữa cũng do mình đơn phương tình nguyện. Mình đã nghĩ xong rồi, chỉ cần mình đổi sang thích người khác, thích tình. Xuống xe. Gì vậy? Bớt nhiều lời đi. Mình như vậy được chứ?
Làm sao đây? Mình hồi hộp quá. Nhiều ra đẹp chân dài như vậy. Trời ạ, không ngờ mình béo lên. Ông trời lại chiếu cố mình như vậy. Bình tĩnh. Chẳng hạ, Thu, hai cậu đợi đi lâu lắm rồi hả? Đâu có, chúng tôi mới đến không lâu. Phải. Hello, chào mọi người. Tôi là Thố Thố, quản lý đội bóng Thanh Mộng. Thố, cái tên đáng yêu quá. Thành viên của đội Thanh Mộng chúng tôi, không cần người của đội khác lo chuyện bao đồng. Sao cậu hung dữ vậy? Tôi... đội thần thoại muốn thả tiếng huấn luyện. Tất nhiên tôi phải hung dữ rồi. Thố Thố, Anna có đến không? Cậu ấy nói muốn đến một mình, chắc là đang đi trên đường. Dẫn nhiên, đội giả không đến sao? Cậu ấy đã nói rời đội rồi, không hứng thú với hoạt động của thần thoại. Hèn gì là nem tốt của quân dạ, hai người đều không đến. Vậy sao? Quân Hà cũng không đến hả? Vậy cũng tốt. Anh nói không đến mà. Sao ba người đi chung vậy? Cũng tại cái tên này cứ đầu kéo anh đến. Cậu không đi khu vui chơi à? Cậu vốn không muốn đi, nhưng lại lo lắng Sở Nhiên ở cạnh Tô tiểu thư nhà cậu, có phải không? Tôi không ngại để cậu bây giờ xuống xe đâu. Đây là xe của tôi, thì sao? Được được, đến đây quẹo trái. Gì vậy? Tôi phải đến khu vui chơi. Tôi phải đón Anna. Là tự cậu muốn lái mà. Nếu không ngại, có thể bây giờ xuống xe. Phải. Là tôi đợi kéo cô ấy đến. Đến đây một mình chán lắm. Lâu rồi không gặp mọi người. Nếu mọi người đều nhớ tôi, sao tôi không đến được chứ? Hôm nay không có Thanh Mộng hay thần thoại. Mọi người chơi thỏa thích. Hôm nay thiếu gia đi bao. Chẳng hả? Cậu thích chiếc bán cá mà. Đi chung đi. Được đó. Bán cá có gì vui chứ? Nơi đó đàn ông sẽ đi thi đấu. Hôm nay có nhiều nam đến như vậy, tất nhiên phải thi cho tử tế rồi. Không sai. Thì cái gì đi? Tôi đồng ý. Cái đó tôi nhìn có vẻ vui đó. Anh em chỉ giúp cậu đến đây thôi, còn lại phải xem cậu rồi. Đóng hả? Đi từ từ thôi, chú ý an toàn. Thế nào, gần đây có tiết không? Anna, chúng ta đi chơi nhảy âu. Mình cho cậu xem tài năng của mình. Chơi cái này không? Được đó. Thế nào? Đi thôi. Chúng ta qua đó xem đi. Trương Tiểu Cương, chúng ta chơi một chán đi. Chơi thì chơi, sợ cậu chắc. Chơi cái này. Anh em, nhìn đây nè. Chơi thêm lần nữa. Đó kìa. Ở đây. Không ngờ vượt qua cải đầu tiên. Trước đây tôi chưa từng chơi quải này. Muốn thử không? Quân dạ, muốn đấu không? Họ là người mẫu nhí, cao to đẹp trai quá. Cái cảnh các đôi chân dài đều tăm tắp thật hoành tráng. Đẹp trai quá. Nghe không? Khen tôi đó. Với chiều cao của cậu mà là chân dài cái gì? Không đỡ nổi tỷ lệ vàng của tôi à? Đúng rồi. Có hiệu quả tự rung à? Anh em không sao chứ? Trương Tiểu Cường, cậu được không đó? Tuyệt đối đừng căng thẳng, tôi sắp đến đích rồi. Ở trên sân cậu căng thẳng quá độ. Thời gian giảm không ngừng di chuyển bóng, không dám ra tay.
Lần trước không phân thắng thua, có muốn đấu lần nữa không? Được thôi, lần này tôi sẽ không nhường cậu nữa đâu. Ai nhường ai chưa biết. Mùi thuốc súng nồng quá. Trước đó hai cậu ấy đã đấu rồi mà. Hai người họ muốn đấu lần nữa. Đã 400 mấy điểm rồi, còn chưa phân thắng thua sao? Chán thật, đến khu vui chơi còn ném bóng nữa. Tôi thấy hay là chúng ta đi xem phim kinh dị đi. Được, vậy để họ ném đi, chúng ta đi chơi. Đi. Sao vậy? Không sao chứ? Chưa Tiểu Cường, đâu phải bóng rổ. Sao vậy? Lại trượt tay à? Trên sân căng thẳng không thôi đi. Đến việc chơi game cũng nhát vậy sao? Nhát hay không nhát ra sân sẽ thấy. Hôm nay ở đây đông vui thật. Cậu muốn chơi không? Cứ cấp đi, được hết đó. Đoạn Hà luôn muốn tôi vào sân đánh với Thanh Mộng lần nữa, luôn luôn sẵn sàng. Cậu thấy Thanh Mộng có năng lực đó không? Vì vậy tôi hứa với Đoạn Hà một tháng sau chúng tôi và Thanh Mộng có thể đấu lại lần nữa, nhưng chỉ khi trên lệch hơn 15 điểm thì tôi mới vào sân. Tôi không muốn Đoạn Hà lo lắng. Không cần cậu tốn công vô ích nữa. Quan hệ giữa cậu và Đoạn Hà cũng dừng ở bước sân bóng thôi. Khi tôi và Đoạn Hà quen biết nhau thì chắc cậu còn chưa rời tới bóng rổ nữa đó. Cái này tặng cô đó, cảm ơn. Hai người nhìn nè, chơi trò này còn được tặng quà nữa đó, cho anh nè. Tôn Nõn Hạ, em là bạn gái của người khác. Huấn luyện viên, sao em có thể đeo thứ giống với thần thoại chứ? Xin chào. Xin chào, cho tôi 5 cái băng đồ giống vậy. Xin lỗi anh, đây là quà tặng khi thử nghiệm VR. Vậy tôi mời tất cả mọi người ở đây trải nghiệm VR thì được tặng rồi chứ? Được ạ, quân dạ. Tôi và Nõn Hạ không cần phân chia rạch ròi như vậy đâu. Bây giờ đâu phải là đang thi đấu. Tôi không quan tâm cậu phân chia rạch ròi hay không. Trên sân bóng, cô ấy là huấn luyện viên của tôi. Ra ngoài sân, cô ấy là bạn gái của tôi. Sở Nhiên, cậu hiểu chưa? Bạn gái cái gì? Hai người quen nhau thật sao? Hóa ra Sở Nhiên không đến giành huấn luyện viên với chúng tôi, mà là đến cướp bạn gái của chúng ta. Chúng ta gì chứ? Là bạn gái của quân giả. Sao cậu áp quy chắc của Bạch Âm vậy? Sao chứ? Liên quan gì tới cậu? Cười gì vậy? Đây gọi là hợp tác nhóm. Được, cảm ơn đại thiếu gia tài trợ. Trời ạ, quân già tại sao thể hiện công khai chứ? Đột ngột quá đi. Tôn Nõn Hạ, mày cũng vô dụng quá đi mất. Sau khi anh ấy nói những câu đó, sao mày không phản ứng gì hết vậy? Tôn Nõn Hạ, làm con gái phải e thẹn. Nếu không thì e thẹn làm gì chứ? Đây là tình yêu suốt 18 năm đó. Món quà quân giả rơi trúng mày, tất nhiên phải cắn thật chặt không buông rồi. Uống say tỏ tình còn bị từ chối ngay trước mặt. Cuộc đời của Tiêu Thố Thố này thất bại quá đi mất. Mình đáng yêu hoàn hảo đến vậy, đang quyền chờ đó, cậu sẽ hối hận. Ngủ thôi. Thành viên đội bóng chỉ yêu đương mà không thể nào chuyên tâm thì bóng là chuyện thường.
thậm chí còn có hai thành viên trong đội cùng lúc thích quản lý đội bóng. Kết quả là khiến đội bóng suýt chút nữa là phải giải tán. Yêu đương trong đội, hậu quả nghiêm trọng đến vậy sao? Người trẻ tuổi hóc môn tăng cao, rất dễ dàng xúc động về chuyện tình cảm, nhất là yêu đương trong đội. Đây là điều rất bất lợi với sự phát triển của đội bóng. Huấn luyện viên nên rút kinh nghiệm. Chúng ta và Thần Thoại có một trận đấu lớn vào tháng sau. Với lại sợ gì sẽ ra sân? Nếu còn thua nữa thì đội bóng Thanh Mộng sẽ không thể nào ngẩng cao đầu trong trường được nữa. Bây giờ mình cứ nghĩ đến gương mặt đẹp trai của Quân Dạ, không còn lòng nào quấn luyện nữa. Nếu không thể đưa Thanh Mộng giành thắng lợi, vậy thì sẽ có lỗi với ba. Mọi người, hôm nay ngủ có ngon không? Hôm nay huấn luyện viên không thể qua loa đâu đó. Màu áo hôm nay của Quân Dạ giống như với mình. Vậy là anh ấy cố tình bằng đôi với mình sao? Nghĩ gì vậy? Áo đi bóng tất nhiên là thống nhất với nhau rồi. Đoạn hả? Sao mặt em đã từ hôm qua tới giờ vậy? Dị ứng hả? Đâu có. Thời tiết hơi nóng quá đó. Nhìn gì mà nhìn, ánh mắt của mọi người là sao vậy? Tất nhiên là ánh mắt mong chờ rồi. Hôm qua Quân Dạ Thần công khai tỏ tình với huấn luyện viên, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hồi âm. Những người hóng hớt như chúng tôi tất nhiên là có mong chờ rồi, đúng không? Cái tên Quân Dạ chết tiệt này rõ ràng là chủ mưu mà còn gọi đó giả giờ. Đáng người này đúng là muốn tạo phản mà. Mong chờ cái con khỉ. Nghe rõ đây, chúng ta là đội bóng rổ chứ không phải nhóm bà tám. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người ai mà không lo tập luyện, tôi sẽ đổi người đó. Tôi đừng giận mà. Mọi người đều mong chờ hai người phát đường thôi. Còn một tháng nữa là thi đấu rồi, mọi người còn ở đây chờ tám chuyện phát đường, rồi đó ép huấn luyện viên, đúng không hả? Được rồi, không hóng hớt, mọi chuyện nghe theo huấn luyện viên. Đi tập luyện đi. Trương Tiểu Cương, giày của cậu chẳng phải cùng kiểu với Quân Dạ sao? Không, giày của tôi là phiên bản mới nâng cấp, không thấy được vân của nó, xịn sò hơn sao? Chắc là không rẻ đâu ha. Vừa nhìn là biết hàng phay. Nhìn tôi có giống người nghèo không? Đây là hàng thật đó. Trương Tiểu Cường, đứng đàng hoàng, mang giày màu mè hoa lá, ảnh hưởng đồng đội, lần sau thay đôi khác đi. Huấn luyện viên, cậu thông đồng với Quân Dạ, ghen tị tôi có tiền, không cổ vũ tôi thì sao tôi tiến bộ được? Mau tập đi, nói nhảm nhiều quá. Người trẻ tuổi hóc môn tăng cao, dễ dàng xúc động vì chuyện tình cảm, nhất là tình yêu trong đội. Đây là điều bất lợi với sự phát triển của đội bóng. Vô duyên vô cớ cười tươi như vậy làm gì? Tôi nẫn hả? Mày khó chịu đi. Để đây. Đúng. Dư Tiểu Cường, Dân. Nâng cao cơ thể. Tuổi trẻ quá tốt.
Rốt cuộc anh muốn sao? Anh đang định muốn hỏi em đó. Buổi tập luyện hôm nay đã kết thúc. Có vấn đề gì mai hẳn nói đi. Anh cố tình chờ buổi huấn luyện kết thúc mới tìm em đó. Muốn hỏi em vì chuyện ngày hôm qua. Mình biết ngay mà. Trốn được một lúc không trốn được cả đời. Cứ nhào đến đi. Mặc kệ đó là bão táp mưa xa hay sấm chớp lũ lụt, trên thế gian này không có gì mà Tô Noạn Hạ này sợ hết. Em phải đi lấy hàng. Nói sao đi. Cô ấy rõ ràng là thích Bình. Tại sao tránh mặt mình chứ? Không tin lại không đối phó được với anh đó. Có cần anh giúp không? Anh đứng yên đó. Em đang định tìm anh. Luận văn tiếp theo đây có bản quyền thuộc về Tôn Noãn Hạ. Nếu có ý khác không được phản bác. Bàn về điều không tốt khi hẹn hò trong đội. Lấy được bóng thanh mộng làm ví dụ. Trận đấu tàn khốc giống như một mối tình thất bại. Yêu nhau trong đội, gặp nhau thường xuyên, sẽ có nhiều thứ ràng buộc. Huấn hồ là đội bóng rổ cần nhiều thể lực. Ý em là sao? Dưới đây sẽ lấy ví dụ từ năm mặt: tổn thất tiền bạc, ảnh hưởng tình cảm, tinh thần suy kiệt, hao hụt thể lực và ảnh hưởng đến đồng đội. Yêu nhau trong đội thanh mộng sẽ khiến đội bóng tan rã giải tán. Tình cảm hai người lâm vào ngõ cụt, thậm chí không thể làm bạn. Sau đây em sẽ lấy ví dụ nhiều phương diện. Thứ nhất, hệ thống. Em đã viết bao nhiêu chữ? Gần 20.000 chữ. Em viết 20.000 chữ để từ chối anh. Nếu em có khả năng này thì thi vào chuyên ngành từ lâu rồi. Tóm lại là vậy đó. Tự anh đọc đi. Những điều luật của em không có căn cứ. Đây đều là tin tức lá cải, hư cấu nhiều quá. Đây đều là những chứng minh có thật, được nhiều người bàn tán. Em chưa từng hẹn hò trong đội. Xung quanh em cũng không có. Sao em biết chỉ có điều xấu chứ? Có chứ. Sở Nhiên khi đó quản lý đội bóng rổ cấp 3, suốt ngày đi theo anh ấy. Tan học rảnh rỗi thì đến nhà chặn đường anh ấy. Kết quả là không chuyên tâm học hành. Cuối cùng quan hệ với thầy giáo còn tệ hơn quan hệ với cô ở nhà văn. Người nhà lo lắng rằng cô ấy bị trượt đại học nên đã bỏ tiền đưa cô ấy ra nước ngoài du học. Em đang nói em đó hả? Đâu thể nào. Quan hệ của em với thầy cô giáo tốt lắm. Em muốn từ chối anh không cần lý do như vậy đâu. Chỉ cần em nói không thích anh, em không nói được. Hoặc là em thích người khác. Không có. Vậy anh không chấp nhận lời từ chối của em. Tô Nỗn Hạ, sao mày không nói dối được chứ? Đỡ như mấy hôm nữa lại đến theo đuổi mình, tính làm sao? Sao mình có thể cưỡng lại được? Không ngờ Lộ Giả lại cùng chúng ta tham gia tiệc lần trước. Tôi còn tưởng sau này sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Lộ Giả hài hước quá. Cậu ấy gần đây đang suy tính trăm bề, giúp Quân Dạ theo đuổi được cô huấn luyện viên kia. Kết quả cô gái cậu ấy thích cũng thích Quân Dạ. Chàng trai giúp sức người ta đó. Không phải, cái này cậu cũng biết à? Tôi là ai chứ? Chuyện gì mà tôi không biết chứ? Không phải, tôi có chút chuyện không tham gia huấn luyện nữa. Nè, kế hoạch mới do huấn luyện viên đưa ra lại công cốc rồi. Đội trưởng Sở cũng có tính chất tình thánh. Cậu cũng biết nữa sao? Tôi là ai chứ? Đi thôi. Anh đã đến liên tục mấy ngày nay rồi, lần nào cũng đưa nhiều đồ như vậy. Em thích là được rồi. Làm huấn luyện viên cực khổ lắm. Chủ yếu là tinh thần mệt mỏi. Tóm lại em sẽ thay mọi người cảm ơn đồ bổ của anh tặng. Chủ yếu là mọi người cũng rất là thích. Có một số người ngày nào cũng không tập luyện, suốt ngày bám đáy huấn luyện viên của Thanh Mộng.
Hay chuyện để Thanh Mộng luôn đi cho rồi. Lại nữa rồi, thấy ai cũng ghen được hết. Bản chất của đàn ông ấu trĩ. Sở Nhi có lòng tốt, muốn tặng đồ ăn cho mọi người. Với lại bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của em. Thành viên trong đội đâu có quyền can thiệp cuộc sống riêng tư của em. Ánh mắt vô tình chút nữa, tốt lắm. Phải thể hiện thái độ cương quyết hơn. Không được rồi. Sở Nhiên, em tiễn anh nha. Trẻ con. Không liên diện Hàn Tước tức nổi phủ luôn. Còn chút nữa đến nhân phòng tạ tội đi. Em thấy các anh trước đây đều huấn luyện vào buổi chiều. Dạo này anh cứ đến chỗ em, đừng ảnh hưởng đến buổi tập luyện. Lúc trước đều là do anh chăm sóc em, anh đã quen rồi. Anh biết em ở đâu thì cứ đến thăm em thôi. Chính vì chúng ta quen biết lâu như vậy, anh cũng biết tính của em mà. Em ở đâu cũng sống tốt được mà. Với lại bây giờ em còn có Thố Thốn nữa. Thành viên trong đội tuy nói chuyện vô duyên nhưng tính cách cũng tốt. Em đâu có bị bắt nạt được đúng không? Được. Tất nhiên anh biết em có thể chăm sóc cho bản thân. Nhưng mà đừng từ chối anh đến thăm em có được không? Cảm ơn anh Sở Nhiên. Kịch ngắn Hạ Dạ, hội chứng Chu Đi Du 2. Vậy đàn anh Sở Nhiên muốn trở thành người như thế nào? Tinh Trang, dù là học sinh chuyển trường gánh sứ mạng trên vai như tôi, cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ mà. Vậy nếu quên ý nghĩa sâu sắc trong sổ ghi chép tay của huấn luyện viên, lòng dũng cảm gan dạ có thể dần dần biến mất rồi. Vì để tìm hiểu ý nghĩa cuối cùng của bóng rổ, hãy để em xem tự giác ngộ của đàn anh Sở Nhiên đi. Xin lỗi Tinh Trang, tôi luôn cho rằng chỉ cần Hàn Mạc Sang còn đây, ngày mai và cả ngày mai của ngày mai nhất định sẽ đến mà. Nhưng mà đàn anh năm đó thực sự không thể ở lại Thanh Mộng nâng cấp tu hành sao? Xin lỗi, tôi phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất sân bóng mà. Oh,
天让你生气，对不起，不是我故意。我想你。